Giá cà phê hôm nay ngày 20 tháng 3 nhận diện yếu tố kéo giảm cà phê tuần qua. Giá cà phê hôm nay ngày 20 tháng 3 trong khoảng 46.000 đến 46.400 đồng mỗi kg. Một số ngân hàng lớn trên thế giới đứng bên bờ vực phá sản, tồn kho tăng và nguồn cung bớt căng thẳng là những yếu tố đẩy cà phê giảm trong tuần qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 46.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 46.400 đồng mỗi kg tại huyện Ea hát Lèo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 46.300 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 46.300 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 46.200 đồng mỗi kg ở Đắk Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 46.300 đồng mỗi kg ở Pleiku và La Grai cùng giá 46.200 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tung được thu mua với mức 46.300 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5 năm 2023 giảm 40 USD tấn ở mức 2064 USD mỗi tấn, giao tháng 7 năm 2023 giảm 39 USD tấn ở mức 2005. 14 để mỗi tấn Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2023 giảm 3,45 cent/ba, ở mức 176,6 cent/ba, giao tháng 7 năm 2023 giảm 3,3 cent/ba, ở mức 175,45 cent/ba. Tính chung tuần qua, sàn London có 4 phiên tăng giảm và một phiên tăng, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm tất cả 76 USD. 3,55%, kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 77 USD, 3,61%, các mức giảm khá mạnh. Tương tự, sàn New York có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng đan sen, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm tất cả 1,2 sen, 0,67% và kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 1,65 sen, 0,93%, các mức giảm đáng kể. Cùng đa giảm của Robusta trên sàn London giá cà phê trong nước cũng mất trung bình 1.400 đồng mỗi kg. Nhận định của các chuyên gia, giá cà phê biến động khá mạnh trong tuần vừa qua khi có tin tức về một số ngân hàng lớn trên thế giới đứng bên bờ vực phá sản, đã buộc các ngân hàng trung ương phải ra tay bơm hàng chục tỷ USD để hỗ trợ thanh khoản. Bên cạnh đó, báo cáo tồn kho tiếp nối đã tăng làm mối lo thiếu hụt nguồn cung dịu bớt, trong khi các nhà sản xuất chính như Brazil, Colombia, Indonesia cũng sắp bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới giữa năm nay. Tính đến, đến ngày 17 tháng 3, tồn kho Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã tăng thêm 2.190 tấn, tức tăng 2,97 so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 75.960 tấn, tương đương 1.266.000 bao, bao 60 kg, ghi nhận mức tồn kho tăng liên tiếp tuần thứ tư. Những yếu tố trên làm cản trở đà hồi phục của cà phê khiến mặt hàng nông sản này có tuần liên tiếp giảm từ đầu tháng 3 năm 2023. Tuần này tâm điểm sẽ là kết quả của họp tháng 3 năm 2023 của Fed. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu lớn khác như Brazil và Indonesia đang có dấu hiệu thu hẹp do thời tiết bất lợi, giúp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị phần xuất khẩu. Về dài hạn, dự báo nhu cầu hạt cà phê trong năm nay sẽ còn tăng mạnh, thậm chí cao hơn năm 2022. Đây là những tín hiệu tốt cho ngành hàng cà phê Việt Nam. Giá tiêu hôm nay, ngày 20 tháng 3, ai đang có lợi thế điều chỉnh giá tiêu trong nước? Giá tiêu hôm nay, ngày 20 tháng 3 trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Tuần này, kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, phép là tâm điểm của thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu, thị trường hồ tiêu nói riêng, nông sản nói chung cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tại tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 64.000 đồng mỗi kg, trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 64.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 66.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước, thị trường trong nước tăng 500 đồng kg tại vùng Tây Nguyên, đi ngang ở khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, cộng đồng hồ tiêu quốc tế, FPC niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia chốt tại 3.497, giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 2.950 USD mỗi tấn, giá tiêu đen Trinh, Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn. Giá tiêu trắng Mun to 6021 US để mỗi tấn, giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7300 US để mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3325 US để mỗi tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo mức 3375 US để mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 4880 US để mỗi tấn. Tuần này, vào ngày 20 và ngày 21 tháng 3, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed sẽ là tâm điểm của thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu. Thị trường đang nghiêng về kịch bản Fed tăng 25 điểm cơ bản lãi suất điều hành trong cuộc họp sắp tới. Thậm chí, có một số tổ chức dự báo Fed có thể tạm ngừng nâng lãi suất điều hành trong cuộc họp tháng 3. Động thái của Fed sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đồng USD tuần qua. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế ghi nhận đồng rút của Ấn Độ suy yếu so với USD, khiến giá tiêu xuất khẩu của nước này phản ứng tiêu cực thị trường trong nước, dòng tiền nội vẫn tương đối yếu do mặt bằng lãi suất trên thị trường vẫn còn cao hơn thời điểm trước COVID-19. Bên cạnh đó, những điểm nghẽn về trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia nhận định hiện đang là thời điểm tiền mặt là vua. Với thị trường hồ tiêu, sự ràng co giữa người mua và người bán được thể hiện rõ, thì ai không phải vay mượn để nhập tiêu hay vì áp lực chi trả mà bán tiêu thì bên đó sẽ có lợi thế trong việc quyết định giá tiêu hiện sản lượng vụ mới được đánh giá kém khả quan. Từ khi hồ tiêu rớt giá, các hộ dân ít chăm sóc, đầu tư nên dẫn đến tăng số lượng cây tiêu bị chết, sâu bệnh. Cùng với đó, giá cả thấp nên người còn phá bỏ tiêu và thay thế bằng loại cây khác như cao su, sầu riêng và các loại cây ăn trái khác. Việc nhà nông bị thiệt hại kép vụ mùa này đang báo hiệu khó khăn tái đầu tư cho cây tiêu năm tới. Như vậy nguồn cung trong ngắn hạn sẽ ngày càng ít đi, trong khi nhu cầu thế giới sẽ sớm trở lại sau suy thoái toàn cầu.